em hãy ngước nhìn về bên ấy, có sao lại nhìn về bên này, còn chẳng sự tự do. Em nói với anh không như ý, em sẽ bay lạc nơi, em thích thì đến không thì đi. Em có bao giờ nghĩ là anh đớn đau bao năm tháng, anh không hề tham trách hay níu kéo em dù lỡ lại, bởi vì yêu em thôi nên anh đành phải ngậm ngùi nấp sau những mong muốn nhất thời của em vậy thôi. Em thích thì đến. Em thích thì đến.